Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Sau bao nhiêu lâu chờ đợi thì bộ anime Dragon Ball Daima cũng đã tiết lộ những thông tin mới nhất rồi anh em ạ. Cụ thể là vào tháng 10 năm nay, anime Dragon Ball Daima sẽ được phát sóng trên toàn thế giới. Như vậy thì có nghĩa là chỉ còn vài tháng nữa là anh em chúng ta có thể thưởng thức bộ anime huyền thoại này, đúng như những dự kiến ở năm ngoái, hay là sẽ có một bộ anime về Dragon Ball diễn ra vào mùa thu trong năm 2024. Cũng như được thông báo từ trước thì đây là series ngoại truyện được sản xuất nhằm kỷ niệm 40 năm ra mắt thương hiệu Dragon Ball từ năm 1984 đến năm 2004. Do là ngoại truyện nên là nội dung của phim sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến mạch truyện chính đâu anh em nhé. Tuy nhiên thì điều đặc biệt vì đây là một kịch bản và thiết kế nhân vật cuối cùng do chính tay tác giả Akira Toriyama thực hiện trước khi ông qua đời. Điều này hứa hẹn mang đến một vũ trụ Dragon Ball hoàn toàn mới mẻ và hấp dẫn, khơi gợi nên sự tò mò và thích thú cho người xem. Đặc biệt là những thông tin mà mình sắp nói đến đây thì sẽ khiến cho anh em cảm thấy không uổng công vô ích chờ đợi suốt một năm qua đâu. Vì là một tác phẩm mang tính tượng trưng cho một thương hiệu lớn nên nó đã được chuẩn bị rất chi là chu đáo. Thôi, không dài dòng nữa, ngay bây giờ hãy cùng với Weebu Chúa đến với những thông tin mới nhất được tiết lộ về anime Dragon Ball Daima này nhé. Let's go! Đầu tiên thì mình xin nhấn mạnh đây là một bộ anime không giống hoàn toàn với Dragon Ball GT đâu, nên là anh em tránh hiểu lầm nhé. Nếu mà có giống thì cũng chỉ giống ở việc là Goku trong hình dạng nhỏ bé với những chuyến phiêu lưu kỳ thú và chiến đấu với những tên phản diện khác, chứ những chi tiết còn lại thì khác hoàn toàn. Nhưng mà có bị hiểu lầm là nhai lại Dragon Ball GT thì cũng đúng thôi, bởi vì từ đầu là bên sản xuất chỉ phát hành mấy đoạn trailer rồi im hơi lặng tiếng không một lời giải thích. Cho đến tận thời điểm bây giờ thì họ mới đưa ra những thông báo cụ thể về nội dung cũng như là nhân vật, và chắc là có ý định cho chúng ta bất ngờ ấy mà. Còn lý do nhà sản xuất và tác giả muốn cho các nhân vật bị teo nhỏ lại là vì khiến cho chúng ta cảm giác trở về với tuổi thơ. Khi mà lúc Goku chỉ mới là một thằng khỉ con đi ngao du khắp thế giới để tìm ngọc rồng rồi thực hiện điều ước. Tuy nhiên thì không phải là remake lại nội dung cũ mà là nó có một cốt truyện mới hoàn toàn. Các nhân vật du hành khắp nơi luôn chứ không phải là gói gọn trong trái đất nữa. Trong khi ở phần Dragon Ball GT là Goku bị tên Pilaf dùng mưu hèn kế bẩn lấy ngọc rồng, ước bị hóa thành trẻ con lúc 6 tuổi. Còn trong Dragon Ball Daima thì tất cả những nhân vật chính của chúng ta bị một thế lực quỷ quái nào đó hóa trở thành những phiên bản mini của chính họ. Không chỉ cơ thể bị teo nhỏ mà kể cả sức mạnh cũng bị hạn chế đi phần nào. Vì phải bù đắp cho vóc dáng nhỏ bé của mình nên là anh khỉ nhà ta đành phải tìm và sử dụng lại chiếc gậy như ý để chiến đấu, giống với thời còn trẻ trâu ấy. Và xin hãy lưu ý rằng, trước đây thì nhiều anh em xem những đoạn giới thiệu về Dragon Ball Daima rồi thấy Goku và các diễn viên còn lại bị biến thành trẻ em. Mọi người thường gọi Goku này là Kid Goku. Nhưng mà điều này rõ ràng là không đúng. Sau khi phát hành đoạn giới thiệu mới thì trang web chính thức của Dragon Ball đã cập nhật thông tin mới nhất về câu chuyện này và tiết lộ rằng trong Dragon Ball Daima, phiên bản của Goku được gọi là Goku Mini thay vì là Kid Goku. Các nhân vật khác cũng có cách gọi tương tự, vì vậy thì cách gọi cũ là Kid có thể sẽ không được sử dụng trong Dragon Ball Daima đâu anh em nhé. Có thể nói là các nhân vật trong Dragon Ball Daima bị thu nhỏ về cả kích thước lẫn sức mạnh thay vì là trở lại thành trẻ em. Và điều đó sẽ giải thích tại sao các nhân vật như là Krillin hay là Piccolo không có bản thiết kế chính thức về dạng trẻ con. Tuy nhiên, Goten và Trunks trông giống như trẻ sơ sinh nên đã làm phức tạp vấn đề hơn rất là nhiều. Từ đó thì mình có thể đưa ra một kết luận rằng tất cả các nhân vật trong Dragon Ball Daima đều bị teo nhỏ lại tương tự như là trường hợp bên Conan vậy anh em. Kiểu như vậy thì sức mạnh của họ cũng đã yếu đi, còn Goku bên GT thì dù cho nhỏ bé nhưng mà sức mạnh vẫn còn có thể gánh tìm được. Tiếp theo, đó là anime Dragon Ball Daima sẽ tập trung vào các nhân vật khác nữa chứ chẳng phải chỉ một mình Goku không đâu. Vì đây là một tác phẩm để kỷ niệm tất cả các phần Dragon Ball chứ không chỉ riêng anh khỉ. Trong suốt quãng thời gian phát hành thì nhiều nhân vật khác cũng đã để lại dấu ấn vô cùng xuất sắc. Có thể kể đến những cái tên như là Piccolo, này, Gohan, này, Quy Lão và Vegeta. Tuy nhiên, sức mạnh của họ sẽ vơi đi phần nào, chứ không còn mạnh mẽ như ở bản Dragon Ball Super đâu, nên là anh em tránh trông mong quá nhiều nhé. Có thể là những chiến binh Saiyan này vẫn sẽ dùng được trạng thái Super Saiyan, vì cũng nhờ có trạng thái đó mà đã khiến cho cả truyện lẫn anime nổi tiếng đến tận bây giờ cơ mà. Rất có thể là Goku ở bộ anime này vẫn sẽ dùng được dạng Super Saiyan 3, còn Vegeta thì sẽ là Super Saiyan 2. Đặc biệt là Gohan khả năng cao sẽ có được dạng Mystic hay còn được gọi là Ultimate Gohan. Đây là dạng tiền đề của Gohan Beast. Nói chung thì đây toàn là những trạng thái ngầu lòi thời Dragon Ball Z mà thôi. Tuy nhiên thì khi nói đến đây thì có thể nhiều anh em sẽ bị bối rối vì khi nãy thì mình có bảo là các nhân vật sẽ bị hạn chế về sức mạnh, nhưng mà tại sao bây giờ lại có thể dùng được những trạng thái đó nhỉ? Anh em hãy hiểu đơn giản như này nhé. Goku mà bị teo nhỏ thành dạng mini thì bản thân anh ta vẫn dùng được trạng thái Super Saiyan 3, nhưng mà nó chỉ là Super Saiyan 3 mini ấy. Tương tự thì Gohan Mystic cũng là dạng mini luôn. Vì trước đây, bác Akira đã nói tương tự như thế này: các cấp độ trạng thái dù là giống nhau nhưng mà sức mạnh của nó lại khác nhau tùy vào thời điểm.
còn tùy vào tiềm năng của người sử dụng chúng ra sao nữa. Ví dụ, dạng Super Saiyan 3 của Goten thì dù có mạnh nhưng mà vẫn sẽ thua Goku Super Saiyan 3. Và Gohan Mystic lúc lớn lên thì cũng sẽ mạnh hơn Gohan Mystic Mini trong Dragon Ball Daima. Nhưng mà tại sao mình lại biết các nhân vật này lại có được những trạng thái sức mạnh như thế? Đó là vì mình đã dựa vào điểm bắt đầu của phần anime này. Dragon Ball Daima diễn ra sau khi nhóm chiến binh Z vừa đánh bại được Kid Buu, mang lại hòa bình cho thế giới. Cụ thể nội dung sơ lược của anime sẽ như thế này nhé. Theo như những gì đã được tiết lộ thì phân cảnh chủ yếu của bộ anime này là đưa chúng ta khám phá với những bí ẩn trong thế giới của quỷ. Đầu tiên là xuất hiện một nhân vật bí ẩn nào đó đang theo dõi trận chiến chống lại Majin Buu của các chiến binh Z qua màn hình TV. Khả năng cao tên này chính là chúa quỷ hoặc là kẻ phản diện chính khiến cho các nhân vật chính có hình dạng bé nhỏ. Với tựa đề Daima là một mấu chốt nói về nội dung chính của bộ anime này. Vì từ ma được viết lại bằng chữ kanji thì có nghĩa là ác, và thường là ký tự đó hoạt động trong các từ như là trong chúa quỷ. Nhìn chung, chữ kanji trong từ Daima, điều này càng củng cố thêm ý tưởng rằng địa điểm chính sẽ diễn ra ở nơi của các con quỷ, một nơi chưa từng được xuất hiện trước đây trong mạch truyện chính. Đặc biệt là trong đó còn xuất hiện cả Kaioshin, người sẽ đồng hành cùng với Goku trong bộ anime này. Mà anh em hãy nhớ lại mà xem, những lần mà có liên quan đến Kaioshin thì toàn là những trận đánh lớn, cực kỳ là mãn nhãn như là đấu với Majin Buu hay là Black Goku này. Vậy nên thì có một thế lực nào mà có thể khiến cho cả Kaioshin, một đấng sáng tạo của vũ trụ phải xoắn thì không phải là dạng vừa rồi, đúng không ạ? Tiếp theo là sự xuất hiện của nhân vật mới như là Goma, Glorio, Majin Mask. Trong đó thì Goma thì thuộc về chủng tộc quỷ, có chiều cao thấp bé với gương mặt thì giống với chú hề. Nhìn qua thì tên này chắc chắn sẽ không có sức mạnh cơ bắp mà chỉ thiên về mưu lược hoặc là pháp thuật. Hắn có thể sẽ là một trong những phản diện chính của bộ anime này vì nhìn mặt kiểu đều thế cơ mà. Mình đoán Goma sẽ là một tên hầu cận hoặc là quân sư của chú quỷ, là một trong những kẻ đứng đầu đằng sau âm mưu hóa nhỏ mọi người. Tiếp theo sẽ là nhân vật Glorio. Anh chàng này thì có vẻ ngoài điển trai và khá là mạnh mẽ, được biết là anh ta là một tay súng tài năng và cũng có xuất thân từ vùng đất của quỷ. Tuy nhiên, anh ta lại là một con người tốt và sẽ đồng hành cùng với Goku và Shin trong câu chuyện lần này. Cuối cùng là nhân vật có tên là Majin Mask, có một tên gọi khác là Panji, là một cô bé loli hay đeo một chiếc mặt nạ và áo choàng kín người. Và cô bé này thì cũng đến từ thế giới của quỷ nhưng mà là một con người tốt, vì mình thấy cô ấy cũng đi theo nhóm của Goku trong hành trình này. Tiếp theo đó là chi tiết mà mình đã soi được trong các trailer về anime này. 7 viên ngọc rồng có nhiều điểm khác lạ so với những gì mà chúng ta đã được biết. Trong đó thì những viên ngọc của rồng thần Shenron thì vẫn phát ra ánh sáng màu vàng một cách hết sức bình thường, cho đến khi xuất hiện những viên ngọc rồng mới phát ra ánh sáng màu xanh lam thay vì là ánh sáng vàng như mọi khi. Liệu là loại ngọc rồng xanh lam này trong Dragon Ball Daima có ý nghĩa đặc biệt gì hay không nhỉ? Đây cũng có thể chỉ là ánh sáng xanh được thêm vào cho nó mới mẻ chứ cũng chả có tác dụng lạ gì hay chăng? Tuy nhiên, trước đó thì người ta vẫn thấy là Shenron có ngọc rồng màu vàng trong các bài quảng cáo về anime Dragon Ball Daima. Vậy nên là nếu đây là một cuộc phiêu lưu mới, việc sử dụng các viên ngọc rồng mới như là một mục tiêu để bắt đầu cuộc hành trình của Goku và đồng đội, họ sẽ phải tìm kiếm chúng để có thể thoát khỏi hình dạng mini của mình. Và từ đó thì chúng ta có thể rút ra một kết luận rằng rất có thể anime Dragon Ball Daima sẽ tạo ra một rồng thần mới với những viên ngọc rồng có ánh sáng màu xanh lam. Vì thế giới của quỷ được biết đến là một không gian khác biệt, hoạt động song song với thế giới của con người. Ở nơi đó thì cũng có những quỷ thần cai trị, nên ai mà biết được đâu. Ở thế giới đó cũng xuất hiện những viên ngọc rồng quyền năng không kém gì của loài người thì sao, đúng không ạ? Cuối cùng, mặc dù là cốt truyện của Dragon Ball Daima vẫn chưa được công bố vì anime vẫn chưa được phát sóng mà, nhưng mà mình cũng sẽ dự đoán về cốt truyện của bộ anime này dựa vào những chi tiết mới nhất nhé. Cụ thể mọi chuyện là sau khi mà đánh bại được Kid Buu, mang lại hòa bình cho nhân loại, tất cả mọi người cùng nhau tụ họp tại bữa tiệc của Bulma để cùng ăn mừng chiến thắng. Tuy nhiên sau đó, bỗng dưng có một ma thuật nào đó xuất hiện khiến cho tất cả các nhân vật ở đó bị eo nhỏ lại thành hình dạng mini. Shin và cấp dưới lúc này cũng có mặt tại đó nên là cũng bị tương tự như thế. Cảm thấy lạ về điều này nên tất cả mọi người đã gọi Shenron ra để hỏi. Rồng thần nói rằng là tất cả mọi người bị dính phải một quyền năng của loài quỷ nên phải bị biến hình dạng mini thế này. Kaioshin bỗng dưng nhớ về cõi quỷ, nơi mà đến cả một đấng sáng tạo cũng không có quyền hành để mà can thiệp vào, vì đây là một nơi quản lý của Ma Kaioshin. Ma Kaioshin cũng cùng chủng loại với Kaioshin nhưng mà lại có tâm địa cực kỳ độc ác. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho một vị thần tối cao như là Shin cũng không thể kháng lại được ma thuật này. Nhưng mà cũng không phải là không có cách, Shin bỗng nhớ về một rồng thần có thể biến tất cả mọi người trở lại hình dạng bình thường được. Tuy nhiên thì rồng thần đó lại nằm ở thế giới của loài quỷ, con người đi vào đó phải nói là cực kỳ mạo hiểm. Goku thì đúng kiểu rất là hăng hái vì sắp được đến vùng đất mới để oánh nhau, còn mọi người thì không thể nào mà nghĩ ra cách nào khác được. Shin và Goku bấm bụng đi đến đó, vì sức mạnh của họ bây giờ phải nói là quá yếu nên là Goku buộc phải mang theo gậy như ý để phòng xem có lúc nào dùng đến hay không. Và thế là cuộc hành trình mới bắt đầu. Trên đường đi thì họ gặp được hai nhân vật khác là Glorio và Majin Mask.
họ quyết định đi cùng với nhau vì mục đích riêng của bản thân mình. Quay trở lại, kẻ khiến cho mọi người trở thành nhỏ bé thì đó là một chúa quỷ với những ma thuật cực kỳ mạnh. Hắn chính là người đã trục xuất Dabura ra khỏi quỷ giới. Trong một lần quan sát thì tên này biết được con người bây giờ quá mạnh nên là hắn quyết định dùng mưu kế khiến cho tất cả mọi người trở nên nhỏ bé. Và trong quãng thời gian này, vì cõi quỷ không phải là muốn đến là đến nên là chỉ có Goku và Shin đi được mà thôi. Còn tất cả những nhân vật còn lại khả năng cao sẽ có lúc hỗ trợ. Cuối cùng, Goku cũng đã giúp cho mọi người quay trở lại hình dáng bình thường. Và đó cũng là kết thúc lại cho video ngày hôm nay. Khi nào mà anime ra mắt thì mình sẽ review và phân tích cho anh em sớm nhất, nên là hãy nhanh tay đăng ký kênh để không hề bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.